Nghị sĩ Ukraina cho biết kế hoạch phản công chống lại Nga đã không diễn ra như kế hoạch và nguyên nhân khiến Nga giành được ưu thế là do các nước phương Tây đã không cung cấp vũ khí cho Ukraina với số lượng lớn hoặc với tốc độ ổn định. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh tin tức Việt. Bản tin của chúng tôi sẽ bắt đầu với những thông tin đáng chú ý sau đây. Ukraina có thể phải dừng phản công trong mùa đông vì thiếu đạn dược, Mỹ trục xuất hai nhà ngoại giao Nga, Moscow nói đáp trả kiên quyết. Ukraina tiếp tục tăng mạnh chi tiêu quốc phòng lên mức 26,6% GDP. Tác động từ việc Mỹ cắt giảm viện trợ với năng lực chiến đấu của Ukraina. Trong một cuộc phỏng vấn với Sky News, nghị sĩ Ukraine Lesia Vasilenko nói rằng Nga đang chiếm ưu thế trong cuộc xung đột hiện nay. Bà Vasilenko đổ lỗi cho các nước phương Tây về thất bại của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga vì đã cung cấp vũ khí và đạn dược quá chậm và với số lượng hạn chế, khiến cho Kiev không thể duy trì cuộc phản công. Ban đầu, bà Lesia Vasilenko cho hay, cuộc phản công đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Khi người dẫn chương trình Sky News đặt câu hỏi về cơ sở cho nhận định này, bà Vasilenko nói thêm, chúng tôi thực hiện theo kế hoạch với số lượng vũ khí và chất lượng đạn dược mà chúng tôi đang nhận được. Việc giao hàng càng ổn định, với số lượng càng lớn, thì cuộc phản công có thể diễn ra càng nhanh. Ukraina chỉ còn khoảng một tháng. Khi người dẫn chương trình Sky News nói rằng Ukraine chỉ giành lại được cho đến 1% lãnh thổ mà họ đã mất trong chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu từ tháng 2 năm 2022. Bình luận của nghị sĩ Ukraine trong đó thừa nhận cuộc phản công của nước này không mang lại kết quả như đã đưa ra vào thời điểm tờ New York Times đưa tin gần đây. Ngành công nghiệp quân sự châu Âu đang phải vật lộn để cung cấp cho Ukraine một triệu quả đạn pháo như đã cam kết vào tháng 3 năm 2024. Bài báo của New York Times cho rằng cam kết của EU cung cấp 1 triệu quả đạn 155mm cho Ukraine trong vòng một năm là mục tiêu tham vọng. Hiện nay vào thời điểm quan trọng của cuộc xung đột và khi Ukraine thiếu đạn pháo cho cuộc phản công, các chuyên gia, nhà sản xuất vũ khí và thậm chí một số quan chức chính phủ đang ngày càng bày tỏ hoài nghi về kế hoạch này. Họ nói rằng ngành công nghiệp quốc phòng của châu Âu sẽ không tăng cường sản xuất đủ nhanh để đạt được mục tiêu đó. Tôi không biết những quả đạn đó, châu Âu đã cam kết sẽ đến từ đâu. Năng lực của ngành này không thể đáp ứng được. Ông Moten Brandjeak, giám đốc điều hành của Nammo có trụ sở tại Na Uy, công ty sản xuất khoảng 25% đạn dược của châu Âu, cho biết. Tháng 3 năm 2022, khi quân đội Ukraine bắn hàng nghìn quả đạn pháo mỗi ngày để giữ quyền kiểm soát thành phố Ba Mốt ở phía đông, chính phủ ở Kiev đã gửi lời kêu gọi khẩn thiết tới các đồng minh để có thêm đạn 155mm. Trong vòng vài tuần, Liên minh châu Âu đã đồng ý kế hoạch trị giá 2,1 tỷ USD để gửi cho Ukraine 1 triệu quả đạn, dựa trên sự quyên góp từ kho dự trữ của các quốc gia thành viên và mua đạn dược. EU cũng tìm cách tăng sản lượng tại các nhà máy trên khắp châu Âu với nguồn tài trợ lên tới 532 triệu USD cho đến giữa năm 2025. Theo số liệu được công bố vào tháng 8, trong khoảng từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2023, các nước thuộc Liên minh châu Âu và Na Uy đã gửi cho Ukraine ít nhất 223.800 quả đạn pháo, khoảng 1 phần tư mục tiêu. Hầu hết số đạn pháo này đều đến từ kho dự trữ quân sự. Đó là phần tương đối dễ dàng vì chúng được lấy từ nguồn cung cấp sẵn có. Nhưng theo New York Times, mức dự trữ này đã xuống quá thấp nên hầu hết quân đội các nước châu Âu sẽ không thể cung cấp thêm. Theo các điều khoản trong kế hoạch, Số đạn pháo còn lại phải được mua từ các nhà sản xuất có trụ sở trong Liên minh châu Âu và Na Uy và phải mua theo thỏa thuận mua sắm chung giữa các quốc gia. Về mặt lý thuyết, mặc dù Liên minh châu Âu có thể mua đạn pháo từ các nhà sản xuất bên ngoài, chẳng hạn như là Anh, Mỹ và Hàn Quốc, ba nhà sản xuất và xuất khẩu đạn 155mm lớn trên thế giới. Nhưng một trong những mục đích của việc cung cấp 1 triệu quả đạn pháo cho Kiev là tăng cường sản xuất ở châu Âu, và việc mua từ bên ngoài sẽ khiến EU không đạt được mục tiêu này. Hơn nữa, EU mua đạn pháo từ bên ngoài, ngành công nghiệp quốc phòng nội khối sẽ không được hưởng các ưu đãi tài chính. Lầu Năm Góc cho biết, các nhà sản xuất Mỹ dự kiến sẽ sản xuất 57.000 viên đạn pháo 155mm mỗi tháng vào mùa xuân tới, ngay cả khi tất cả số đạn pháo này được bán cho các nước thuộc EU và sau đó được gửi đến Ukraine, thì như vậy vẫn chưa đủ để lấp đầy khoảng trống. Trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, các nhà sản xuất châu Âu sản xuất 230.000 viên đạn 155mm mỗi năm. Sản lượng dự kiến sẽ cao hơn trong năm nay. Nhưng cho dù vậy, mục tiêu gửi 1 triệu quả đạn tới Ukraine vẫn rất khó được đảm bảo. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã trục xuất hai quan chức của Đại sứ quán Nga tại Washington, đáp trả lại việc Nga trục xuất hai nhà lãnh đạo Mỹ. Vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã trục xuất hai quan chức của Đại sứ quán Nga tại Washington để đáp trả việc Nga trục xuất hai nhà ngoại giao Mỹ để đáp trả việc Liên bang Nga trục xuất hai nhà ngoại giao của Đại sứ quán Mỹ ở Moscow, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tuyên bố không chấp nhận hai quan chức của Đại sứ quán Nga đang hoạt động tại Mỹ. Một phát ngôn viên giấu tên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, người phát ngôn lưu ý rằng Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ không dung thứ cho hành vi mà Nga đang thực hiện với các nhà ngoại giao, đồng thời nhấn mạnh những hành động không thể chấp nhận được đối với nhân viên Đại sứ quán Mỹ ở Moscow sẽ phải gánh chịu hậu quả. Cùng ngày, hãng thông tấn Ria Novosti dẫn lời một nguồn tin giấu tên trong Bộ Ngoại giao Nga xác nhận vụ trục xuất từ Mỹ. Nguồn tin gọi động thái của Washington là vô căn cứ. Lưu ý rằng việc Nga trục xuất nhà ngoại giao Mỹ vì các nhà ngoại giao này đã bị bắt quả tang, tham gia hoạt động gián điệp. Chúng tôi không thích leo thang căng thẳng, nhưng nếu những hành động thù địch như vậy tiếp diễn, chúng tôi sẽ đáp trả một cách kiên quyết và dứt khoát. Nguồn tin nói với Ria Novosti. Vào ngày 14 tháng 9, Nga cho biết đã trục xuất hai nhà ngoại giao Mỹ vì cáo buộc làm việc với một công dân Nga bị kết tội gián điệp. Mối quan hệ giữa Moscow và Washington đã rơi xuống điểm tồi tệ nhất trong hơn 60 năm qua vì Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraina trong cuộc chiến với Nga và áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt lên Moscow. Vào ngày mùng 6 tháng 10, chủ tịch Ủy ban ngân sách quốc hội Ukraina, bà Rosolana Pilasa cho biết Quốc hội nước này đã thông qua mức tăng chi tiêu quốc phòng trị giá 303 tỷ Rivnia, tương đương với 8,28 tỷ USD cho thời gian còn lại của năm 2023. Đây là lần thứ ba trong năm nay Ukraine tăng chi tiêu cho quốc phòng. Với dự luật trên, chi tiêu ngân sách của chính phủ Ukraine cho lĩnh vực an ninh và quốc phòng năm nay đã tăng lên 1.670 tỷ Rivnia, chiếm 26,6% tổng sản phẩm quốc nội GDP. Bộ Tài chính Ukraine cho biết 225 tỷ Rivania sẽ được sử dụng để hỗ trợ tài chính cho các quân nhân và 78 tỷ Rivania để mua thiết bị quân sự và các chi phí cần thiết khác. Nghị sĩ Jaroslav Jeleniak cho hay, với dự luật tăng chi tiêu quốc phòng vừa được Quốc hội thông qua, tổng chi ngân sách của Ukraine trong năm nay tăng 323 tỷ Rivania. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Ukraine tổng chi tiêu ngân sách vượt hơn 3.390 tỷ Rivania và mức thâm hụt vượt hơn 2.000 tỷ Rivania. Dự luật tăng chi tiêu quốc phòng nói trên sẽ được trình Tổng thống Zelensky ký ban hành. Chính phủ Ukraine có kế hoạch dành hơn 50% tổng ngân sách tài khóa 2024, tương đương 1.700 tỷ Rivania cho lĩnh vực quốc phòng. Hiện ngân sách tài khóa 2024 vẫn chưa được thông qua các chuyên gia cho biết quân đội ukraina sẽ sớm thiếu đạn dược và trang thiết bị cần thiết nếu mỹ cắt giảm viện trợ quân sự làm suy yếu các hoạt động trên bộ và giảm khả năng phòng thủ của họ trước các cuộc tấn công từ nga theo hãng tin AFP, các quan chức hàng đầu của Mỹ đã nhiều lần khẳng định sẽ ủng hộ ép miễn là cần thiết và Washington đã cam kết viện trợ quân sự hơn 43 tỷ USD cho Ukraine kể từ khi xung đột với Nga nổ ra vào tháng 2 năm 2022, hơn một nửa tổng số từ tất cả các nhà tài trợ phương Tây. Nhưng sự phản đối của Đảng Cộng Hòa đã khiến Quốc hội Mỹ mới đây loại khoản tài trợ mới cho Ukraine khỏi một sự luật thỏa hiệp giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa nhằm tránh việc chính phủ Mỹ phải đóng cửa đồng thời nhấn mạnh rằng việc tiếp tục hỗ trợ của Mỹ không được đảm bảo. Một ngày sau vụ lật đổ Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông lo ngại tình trạng hỗn loạn trong quốc hội có thể làm suy yếu cam kết của Nhà Trắng về việc cung cấp cho Ukraine những gì nước này cần cho cuộc giao tranh với Nga. Mark Kansian, cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS cho biết sẽ rất tàn khốc đối với các lực lượng Ukraine nếu viện trợ của Mỹ bị dừng lại quân đội Ukraine sẽ suy yếu và cuối cùng có thể sụp đổ, mặc dù họ có thể chỉ cần duy trì thế phòng thủ. Mỹ đã cung cấp một lượng vũ khí khổng lồ cho Kiev từ đạn dược cỡ nhỏ và đạn pháo cho đến các phương tiện bệ phóng tên lửa tinh vi, xe tăng và thiết bị ra phá bom mìn. Chuyên gia Kansian nói, quân đội Ukraine cần được cung cấp vũ khí, trang thiết bị và đạn dược liên tục để thay thế bổ sung những thứ đã bị phá hủy và sử dụng hết. Theo ông Kansian, nếu viện trợ của Mỹ bị cắt hoàn toàn, điều mà Nhà Trắng khẳng định là sẽ không xảy ra, thì tác động sẽ không xảy ra ngay lập tức vì viện trợ được ủy quyền trước đó vẫn đang được thực hiện. Ông nói, có lẽ phải mất vài ngày nữa, chúng ta mới thấy được tác động trên chiến trường. Ngoài tiền tuyến, việc cắt giảm viện trợ của Mỹ sẽ để lại những khoảng trống trong hệ thống phòng thủ của Ukraine, vốn được tạo thành từ nhiều hệ thống phòng không đến từ các quốc gia, bao phủ các tầng lớp khác nhau và phải liên tục được tiếp tế đạn dược những hệ thống phòng thủ này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng của Ukraine khỏi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa từ các lực lượng Nga. James Black, chuyên gia cấp cao thuộc nhóm nghiên cứu quốc phòng và an ninh tại Dran Euro, bình luận, Ukraine thực sự không thể thay thế hệ thống này bằng các hệ thống khác nếu chúng hoạt động theo những cách khác nhau và đối phó với các mối đe dọa khác nhau. Ông nêu rõ, nếu loại bỏ các thành phần vũ khí của Mỹ trong đó thì tính hiệu quả sẽ giảm đối với toàn bộ hệ thống phòng không tích hợp. Hàng chục quốc gia, đặc biệt là ở châu Âu, đã cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine và mặc dù họ có thể tăng cường hỗ trợ, nhưng việc giải quyết những khoảng trống mà Mỹ để lại sẽ là một thách thức về lâu dài. Về phần mình, lâu Năm Góc cảnh báo quốc hội rằng họ sắp hết tiền để thay thế kho dự trữ vũ khí đã được gửi đến cho Ukraine và buộc phải giảm tốc độ bổ sung cho quân đội Mỹ. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Mitchell Marcotte Cảnh báo, việc không bổ sung kịp thời các năng lực quân sự của chúng ta có thể gây tổn hại đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết, cảm ơn quý vị đã lựa chọn đón xem tin tức từ kênh Tin tức Việt. Xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.